Combo đĩa dưới 3 củ cho em trai Sirius đã chốt luôn nha anh em. À, trước tiên là một con heo Rainbow logo đỏ nha anh em, và một cái bánh CNC rất là dày và bóng bên mình nha, và full những con ốc V2 nha anh em, inox rất là đẹp luôn và đứng cạnh rất là dày. Và một cái tay thắng rồi CB chính hãng luôn, bình dầu liền và có dầu trong suốt luôn nha anh em. Tay này mình bán chỉ có trên dưới 500.000, kèm theo đó là những con ốc xe mẫu V2 Thái có gờ nha anh em. Thì một cái đĩa Rainbow và size trong combo này, và lầm nhôm rất là dày anh em, coi sao này, cái lầm nó dày cui luôn anh em ơi. Và núm là khoen inox đàng hoàng nha, trên dưới có 700 mấy là anh em đã có một cái dĩa như vậy. Tất cả anh em Sirius hoặc là Win là gắn được hết nha anh em. Sonic Rider mình có bát luôn, và một cọng dây dầu Mori này là Mori chính hãng nha anh em, và có một cái khớp nhôm như vậy 90 độ nha, chứ không phải mà dây trơn nha. Anh em nào cần nữa thì cứ việc liên hệ với mình. Dưới ba củ là đã có một combo heo 2 bích tông, tay Racing Boy, đĩa Rainbow khoen inox, ốc xe và một cọng dây dầu Mori chính hãng nha anh em. Rồi, ok, cảm ơn anh em rất là nhiều.